Ngày 5 tháng 1 tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng Hải Hòa, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lý A Tùng, dân tộc Mông, trú tại xã Thân Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu, đang vận chuyển trái phép 20 bánh heroin trọng lượng 7,3 kg. Qua điều tra xác minh, Tùng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lai Châu đi Trung Quốc lấy 15 triệu đồng tiền công. Khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ.